Người đầu tiên cô muốn con giả giọng đó là Phương Thanh, một cô bạn thân của cô mấy chục năm nay. Đây thì gửi tới quý vị là chào xin chân thiết. Khi giấc mơ về. Khi giấc mơ đợi em trở về, khi em vẫn không tin rằng có em. Ra đón anh nơi cuối đường. Cô, giờ bài này cô hát một năm sau đại nhân mới hay cô. Ok, đại nhân. Giọng Vương Tân. Mới vô sao quên này. Tôi sẽ chống qua mau điệp khúc đi. Cho nhanh cho mọi bạn. Dẫu đã biết em mãi sẽ không quay lại. Tiếng vương cứ âm thầm nhìn ơi. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối. Sao nghe? Mẹ. Bao ngày qua, dù tình yêu đã xa, nhưng vẫn vui, bao năm tháng phải nhờ. Bao ngày qua, từng lời anh nói yêu vẫn còn đây, thật lòng không thể quên. Thì tình yêu đến em không hiểu sao, để ngày hôm nay đã nhớ như dòng trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì thấy anh đến mình anh lén lung, rời quy định xa đi thật xa, đừng làm cho ta nói như ta, nên mình chưa có dễ à, có dễ đó con.